Để hưởng ứng cuộc thi Bắc Ninh vùng đất lễ hội và di tích, sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tải vào đêm và ấn like ủng hộ các bạn có sản phẩm tham gia dự thi. Thì đầu tiên là các bạn sẽ mở cái trình duyệt Google Chrome lên. Sau đó các bạn sẽ gõ chữ codekitten.vn. Các em sẽ nhìn sang góc bên tay phải thì có chữ đăng ký và đăng nhập. Thì đầu tiên các bạn sẽ ấn vào chữ đăng ký. Rồi các bạn điền họ và tên của mình. Ví dụ cô tên là Phạm Nga thì cô sẽ điền là Phạm Nga. Rồi số điện thoại. Sau khi ấn số điện thoại rồi thì các bạn sẽ ấn chữ đăng ký. Và lúc này họ sẽ gửi cho mình một mã xác minh vào cái số điện thoại này. Thì các bạn sẽ ấn cái mã số vào. Rồi sau khi bạn đã nhập mã xác thực thì các bạn sẽ ấn tiếp theo. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn không nhận được mã thì các bạn có thể ấn vào chữ gửi lại. Đó. Mình ấn tiếp theo nhé. Đây, thì mã OTT này không hợp lệ hoặc đã hết hạn thì có thể là do cô đã nhập hơi chậm, cho nên các bạn sẽ ấn vào chữ gửi lại. Và khi người ta gửi lại cái mã xác minh thì các bạn lại nhập lại. Rồi ấn tiếp theo. Và lúc này các bạn sẽ chỉ cần nhập mật khẩu. Thì mật khẩu ở đây các bạn viết phải có một chữ hoa. Và một ký hiệu đặc biệt. Chúng ta nhập lại mật khẩu. Rồi ấn tiếp theo. Rồi chọn thành phố. Thì các em ở đâu thì các em sẽ ấn vào đấy. Và ở đây là sẽ là Bắc Ninh. Ồ, Bắc Ninh này. Huyện Lương Tài. Trường Trung học cơ sở cùng. Rồi ấn tiếp theo. Có thể chọn ảnh để thay cái ảnh đại diện này hoặc là ấn hoàn thành. Thì lúc này các em sẽ thấy là chúng ta có một cái tên đăng nhập và mật khẩu. Và các em sẽ ấn vào chữ tài khoản cá nhân. Thì lúc này các em có thể thay đổi cái thông tin bằng cách ấn vào cập nhật thông tin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ hai, đó là sẽ là đưa dự án lên. Thì ở đây cô đã có sẵn một cái dự án, đó là tour thuyền rồng làm trên cái S-Class 3.0. Đó, như thế này. Thì cô sẽ tải cái dự án này lên. Như nào? Bằng cách các bạn ấn vào đây, rồi ấn vào chữ tạo dự án ngay. Rồi tiếp theo, em sẽ ấn vào chữ tập tin. Rồi ấn vào chữ mở từ máy tính. Rồi cô sẽ chọn vào cái sản phẩm lúc nãy, đó là bài đua thuyền rồng. Rồi ấn Open. Rồi em quan sát này. Thì lúc này chúng ta đã có cái bài dự thi, đó là bài đua thuyền rồng rồi này. Các em vào tập tin và ấn chữ lưu bây giờ. Thì cái dự án này đã được lưu.
Các em vào lại cái phần tài khoản cá nhân. Thì các em thấy là cái bài dự án của mình nó đã xuất hiện ở đây. Thì để tham gia dự thi thì các em cần phải vào cái sản phẩm của mình, đó là đua thuyền rồng. Sau đó các em kéo xuống thì có cái chữ tham gia cuộc thi. Các em ấn vào đây thì cái sản phẩm của em, các em mới được tính. Các em kích vào đây. Ví dụ như ở đây là cô ở Bắc Ninh thì cô sẽ chọn là Bắc Ninh, vùng đất lễ hội và di tích này. Rồi ấn xác nhận tham gia. Đó. Rồi các em kéo lên trên. Chúng ta sẽ quay lại phần tài khoản cá nhân. Đó, khi nào có chữ project ở đây, các bạn sẽ kích vào đây rồi sao chép. Chuột phải tại đây cũng được, ấn sao chép hoặc là các bạn ấn Ctrl C rồi ấn Ctrl V. Sang cái phần Zalo này, rồi có thể là Gmail, gửi cái đường link này cho bạn bè rồi người thân để bạn bè người thân có thể tham gia bình bầu. Ví dụ cô sẽ copy cái đường link này vào cái trang Word đi. Đây, Ctrl V. Các bạn thấy đây chính là cái đường link để chúng ta chia sẻ bài của chúng ta. Rồi, ví dụ ở đây cô sẽ thoát cái bài này ra bằng cách ấn đăng xuất. Rồi, cô ấn vào tên tài khoản rồi ấn đăng xuất. Đó, thì lúc này cô đã đăng xuất được tài khoản ra, cô tắt đi. Và cô quay trở lại đây, giả sử như cô sẽ ấn lại cái đường link thì nó sẽ hiện lên một cái trang như thế này. Và các bạn thấy này. Đó, mặc dù là không đăng nhập nhưng nó vẫn có cái dự án mà các bạn vừa đưa lên. Thì các bạn có thể ấn vào cái tên dự án này để có thể xem dự án này. Đó, ở đây chúng ta có thể xem code này. Rồi, cái bài nó hiện ra như vậy thì các bạn có thể ấn vào phần thích này. Đó, rồi có thể chia sẻ cái bài của các bạn tham gia dự thi. Đó, có thể bắt đầu chơi thử bằng cách ấn vào cái nút ở góc bên tay trái là nút đi này. Đó, ấn bắt đầu. Thì cô đã hướng dẫn xong cái phần đăng ký này, rồi tải bài lên này, ấn like ủng hộ các sản phẩm của các bạn đang tham gia dự thi trong trường. Hẹn gặp lại các em ở những bài video sau.